Hello, xin chào cả nhà. Chào tất cả các bạn, các anh, các chị em. Mời mọi người ăn rau mình trồng này, vợ mình trồng đấy. Rau vợ mình trồng ngon lắm. Toàn là trồng từ phân chuồn quế thôi. Đợt vừa rồi mình mua tháng 7 năm ngoái à, mình mua là hai xe phân bò. Chào Tuấn Duyên nhá. Hai xe phân bò chuồn quế, à phân bò ấy, hai xe trâu phân bò, xin lỗi hai xe công nông ấy. Mình về mình trồng, mình nuôi giun quế đây này. Các bạn nào chưa biết nuôi giun quế, mình chỉ cho mọi người xem đây này. Nếu bạn nào chưa biết nuôi giun quế, mình chỉ cho mọi người xem nhé. Đây là vườn rau nhà mình đây này, đấy mọi người này, đấy. Đấy, rau vợ mình trồng được nhiều lắm. Toàn từ phân giun quế thôi, bên kia cũng nhiều rau nữa nhé. Bên kia cũng nhiều rau lắm đấy. Đấy. Rau ngon lắm, rau từ phân giun quế này. Cây cà chua nó mập to như kiểu là... ngón chân cái ấy các bạn ạ. Sao mà nó hai hồn thế mới được. Đây này, các bạn xem những cái cây... cây rau xanh mướt chưa? Đó. Đây là cái máy bơm nhà mình nó hỏng rồi, mấy hôm nay không tưới được. Đây cải cúc đây. Cải cúc đây mọi người này. Đấy. Cải cúc bị dày quá ăn không hết, nhiều rau quá mà. Nhà nhiều rau quá ăn không hết. Cứ lúc mình ra mình đảo chân này này. Mình ra mình đảo chân này này, nhiều chân lắm. Mình ra mình đảo chân này thì mình lại tranh thủ hái ít rau. Hái đấy, được cái là ở gần nhà này thì được ăn rau tươi. Chào Toàn Hoàng Văn Lãng này. Hôm nay mình, tối hôm qua thì mình ngồi mình chế cái mạch để điều khiển. Bây giờ thì mình ngủ nhiều quá. Thức muộn, dậy muộn, ngủ mệt quá. Để mọi người xem vườn rau nhà mình nhá. Đây. Cà chua đây các bạn này. Cà chua quả thân to lắm. Cà chua thân to lắm. Các bạn ơi, đây này. Ở cái lúc trước ấy là cái nền này nó bằng nhau. Cái nền này này, cái nền gốc cái ổi này là nó bằng nhau từ bên kia sang bên này này. Đấy, nó bằng nhau. Thế là mình đào một cái hố, mình không phải mình đào một cái hố, mình đào một cái rãnh rộng khoảng độ 1 mét, dài 33 mét, là hết cái khổ đất này, chiều dài của cái thổ đất này, mình đào nó thành hình một cái mương, sau đó mình mới đi mua sắt vụn phi 6 về, đây này, mua sắt vụn phi 6 về, mình đan nó thành lưới, đan nó thành lưới, sau đó mình đổ thành những tấm đan dày khoảng độ 3 phân, 4 phân. Không, 3 phân thôi các bạn nhé. 4 phân nặng không bê nổi đâu. Dài 1m2, rộng 60 phân. Mình làm mỗi một tấm như này là chắc nó rơi vào khoảng độ 15 cân nặng. Sau đó mình xếp thành hình cái máng. À, các bạn xem này, giống như cái máng lợn ấy. Mình xếp thành hình cái máng. Thế là đầu này mình chặn lại. Cứ cách khoảng độ 2m mình chặn lại. Mình chặn lại. Sau đó thì mình sẽ... dưới cùng của cái máng này này các bạn nhé, dưới cùng cái máng này này mình lót cho nó một lớp cát dày 4 phân, dưới cùng mình lát một lớp cát dày 4 phân, sau đó mình giải một lớp lưới, mình giải một lớp lưới mau như màn đấy các bạn. Đấy, sau đó mình giải một lớp lưới, mình bo tròn lại cái máng này. Đấy các bạn thấy chưa, lót hết cái thành máng này để nhằm mục đích là con giun nó không chui đi được. Thế là mình nuôi con giun ở trên cái lưới đó. Rồi mình trồng cây lên trên này để che mát cho con giun về mùa hè. Đấy, xong mình che mưa che nắng cho nó. Ôi con giun nó to như ngón tay út đây các bạn này. Đấy, con giun Ấn Độ á, nó to như cái cẫng cà chua này các bạn ơi. Nó ăn phân nó đây. Bây giờ mình ra mình cho các bạn xem phân giun nhá. Mình cho các bạn xem phân giun đây này, những cái tấm này này. Mình đổ những cái tấm như này này. Đấy.
Đó, mình đổ những cái tấm như này là rộng 40 thôi. Mình xin lỗi các bạn. 40 dài 1m1, 1m2. Tùy từng lúc mình đổ. Mình đổ lung tung lắm, mình không theo một quy chuẩn nào cả. Mình chẳng hiểu tại sao mình lại không thích đi theo một quy chuẩn, thế mới lạ như này. Đó, các bạn xem phân run này. Đây nha, mắt mình hôm nay mất cái kính cận rồi. Mình không nhìn được gần nữa này, các bạn xem này, đây nha. Các bạn xem phân run này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó cứ vón vón thành cục cục này các bạn này, như kiểu là hạt cốm ấy này, đó đó đấy. Hạt cốm của đó đấy, các bạn thấy chưa? Đó, phân run đấy. Các bạn ơi, phân run thì có axit humic các bạn ơi. Đó, phân run thì có. Đấy, đang nói dở thì lại bị mất sóng. Đây các bạn này. Các bạn đây nhá, mình chỉ cho các bạn xem phân run nhá này. Đây này này. Đó, phân run đây này. Đây này. Đó, nó thành những hạt như hạt cốm này đó các bạn này. Đấy. Phân run đây này các bạn, đây này, các bạn xem đây này. Nó như những hạt cốm này đó, các bạn thấy chưa này. Đây mình cho gần lại các bạn xem này. Phân run thì có axit humic nhé các bạn nhé. Đây là các bạn nhìn này, ôi dồi phân run này. Đây, mình bật cái đèn lên cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy nó thành như là cốm như thế này này. Đấy. Đấy. Người ta đánh bả chuột, thế là con chuột nó chết đây này các bạn này. Người ta đánh bả chuột ở đâu đó, con chuột nó đang ăn vào nó chết. Thế là nó ra đây, kiến nó vào đây nó ăn con chuột chết. Thế là nó ăn luôn cả con run chết của mình nữa. Ở đây cà chua nhà mình đây. Mình trồng cà chua ở bên cạnh luống phân run các bạn nhé. Đây này. Mình trồng cà chua ở bên cạnh luống phân run này này. Thì cây cà chua nó to, nó mập lắm các bạn này. Đây này. Nó mập như ở ông Tây ấy. Đấy, nó mập như ông Tây này. Đấy. Mình trồng cà chua ngay cạnh luống phân run. Củ sắn các bạn có tưởng tượng không? Cây sắn kìa các bạn kìa. Các bạn nhìn cây sắn kìa này. Cây sắn to như cổ chân đấy kìa. Đấy, củ sắn thì to như bắp chân luôn. Đây này, các bạn xem bắp chân mình nha. Này. Đấy. Củ sắn to như bắp chân này này. Nhưng mà chỉ tội là mình không kịp ăn. Các bạn là mình không kịp ăn cái củ sắn cho nên là con chuột ăn chanh hết của mình. Đấy, còn vườn rau nhà mình đây. Ôi xin chào cô gái Ấn Độ. Xin chào một bạn gái đến từ Ấn Độ. Rất vui mừng được gặp em. Nhung ơi, có ăn rau không, anh gửi sang để em gửi hạt đàn hương về cho anh. Trời ơi. Anh muốn cây đàn hương quá rồi. Hôm vừa rồi nhập về mấy trăm cây đang trồng rồi Nhung ơi. Đấy. Thế thì nhờ vào phân run này, phân run cải tạo đất các bạn nhé. Phân run rất tốt cải tạo đất. Phân là phân hữu cơ của tự nhiên đấy. Còn cây rau này mấy hôm nay máy bơm nhà mình nó hỏng, mình không tưới được. Mình không tưới được cho nên là nó bị trông nó già đi mất rồi. Mấy nay máy bơm nhà mình cái hệ thống tưới từ xa tưới phun mưa kia nó bị hỏng rồi. Đấy, nó bị hỏng rồi, chứ không thì nó phun mưa vào đây thì rau cỏ sẽ rất là tốt. Mùi nhiều rau lắm, vợ mình làm khoảng độ 3 ngày thôi thì nhà mình ăn toét ten ten. Đấy. Vợ mình thường thường chỉ làm 3 ngày chú tâm vào là vườn rau nó ra ngô ra khoai ngay. Còn cứ để cho mình làm thì trông nó nhếch nhác lắm. Tại vì mình làm thì mình không chú tâm cái món này. Ngoài việc chế máy giặt này, chế hệ thống sưởi này, sấy này, thì mình còn nghịch ngợm linh tinh cây giống này. Các bạn xem này, cây su hào mình trồng trong bầu các bạn nhỉ. Đó các bạn này. Các bạn tưởng tượng cây su hào có tí đất này thôi mà nó tốt như này. Các bạn biết là nhờ đâu không? Nhờ vào phân run đấy các bạn ạ. Nhờ vào phân run đó, đây này. Nhờ vào phân run thôi. Chứ còn nếu mà bình thường một cái bầu đất đỏ này mà các bạn trồng cây su hào á thì chắc nó chỉ quắt quay thôi. Đây các bạn nhìn lá nó xanh mướt đây này. Có cần phải phun thuốc gì đâu. Đấy, đây. Đấy, chỉ một cái bầu túi bầu thế thôi. Đấy. Dàn bầu đây. Dàn bầu này mấy nữa nó che lên đây, che nắng cho cây trồng. Còn đây là chăn màn nhà mình giặt cho khách này. Mình giặt ngày tối hôm qua mình giặt từ lúc khoảng độ 3:30 sáng. Sáng nay mình định đi thu thêm mấy người gọi nhưng mà thôi. Mệt quá, tối qua thức muộn hay là chẳng ấy nữa. Đấy, chiếc máy giặt cùi bắp của mình ngày nào mà bây giờ nó ra nhiều sản lượng như này các bạn này. Mình làm
mình làm món máy giặt này, mình chế cháo này hay ho phết. Cuộc sống nó thêm sinh tận sinh động. Cuộc sống nó thêm sinh động. Mình thì mình luôn hứng thú với lại việc làm sao để... Hello anh Nguyệt ăn rau không? Anh Nguyệt có ăn rau không? Mình đang bảo là mọi người ăn rau hữu cơ. Rau hữu cơ thì thường nó mấy hôm nay bị mất nước. Mấy hôm nay cái máy bơm công suất 1 HP của mình nó bị không biết bị trục trặc ở đâu ấy, mình không để ý. Thành ra là anh Nguyệt ơi, nhà mình nhiều chăn phết đấy anh Nguyệt ạ. Mình vẫn hay lên trên mạng để mình giới thiệu với mọi người về về cách làm khác mọi người mà. Nhà mình vẫn hay livestream mình nói với mọi người rằng là nhà mình ở nông thôn thôi. Nhưng mà cái lượng chăn màn nhà mình giặt ấy nó phải đông hơn cả một cái xưởng giặt rất đắt tiền ở ngoài thành phố, ở ngoài thị trấn Yên Bình như này. Bởi vì sao? Bởi vì mình đưa ra phương pháp và giải pháp khác. Thế còn phương pháp truyền thông của mình nó cũng khác. Cách để mang đến để thay đổi cái tưởng tượng trong của khách hàng mình cũng làm khác. Cho nên là cái lượng khách của mình đông đó. Chào anh Trần Nhật Thành. Lúc nào anh ở Thanh Hóa muốn ăn rau cỏ thì để em gửi cho đây này. Em thích làm rau lắm, rau thì em là rau từ phân giun đây này. Cả một luống phân giun dài rằng rạc từ vào tận cái ta ly kìa. Rộng khoảng độ 1 mét, dài khoảng độ chỗ từ đây vào trong kia thì chỉ còn khoảng độ 15 17 mét gì đó thôi. Còn cái rãnh này đáng nghĩa là để nuôi giun hết này. Cái rãnh này là cái chỗ cái lồng giặt này này. Là để nuôi giun hết đấy. Em hái ít rau cho cu Sơn. Bác Thành mà muốn điều khiển thiết bị gì đó ở xa, từ xa thì bác Thành bảo cu Sơn làm nhá. Cu Sơn khoái chí quá. Vì cũng kiếm được tiền từ việc đó. Thế là cu Sơn khoái lắm. Còn chú Ngạc, còn một chú ở trên hội giặt là thì lại tặng cu Sơn một cái bộ đo, bộ đồng hồ đo, đồng hồ đa năng để đo các thông số về ngành, trong ngành điện. Thế là cu Sơn vui lắm. Cu Sơn chờ mãi đến ngày thứ hai để xem là sản phẩm có đã gửi được đến trường chưa. Cu Sơn vẫn nhớ là bác Thành bảo là hôm nào anh mời anh Sơn vào trong Sầm Sơn chơi với tôi nhé. Ngô Huân ơi ăn rau không? Sao đây lấy hộ Ngô Huân ơi. Ngô Huân ơi, Ngô Huân có sang đây ăn rau không? Ăn rau rồi sang đây lấy nào. Nhiều rau lắm em ơi. Nhiều rau lắm. Chào anh Nguyệt ăn rau không? Anh tớ gửi về Hà Nội cho anh Nguyệt nào. Rau này đặc biệt chẳng có thuốc thang gì cả, cho nên là cứ thế mà ăn thôi. Chỉ cần rửa qua cái ngâm tí nước muối ăn sống luôn cũng chơi luôn. Ngâm nước muối các bạn ơi, ngâm nước muối nếu không đúng tỷ lệ thì cũng không có tác dụng trong việc diệt cái con trứng giun đâu các bạn ạ. Trứng giun chỉ tách ra khỏi cái lá cây này này khi mà nồng độ muối đạt được là 0,9%. Quá nồng độ đó trứng giun nó vẫn bám khư ở trên lá cây này các bạn này. Hoặc là dưới nồng độ đó thì trứng giun nó vẫn nằm yên ở trên yên vị trên này này. Trên ăn rau mà chấm mà ngâm nước muối thì không chắc ăn rằng là sẽ diệt được, sẽ loại bỏ được trứng giun đâu các bạn nhé. Cứ livestream chơi cho vui thôi mà. 3G, 4G có nhiều thì cứ thế mà like thôi, lo gì đâu. Rau này còn nhiều lắm, mấy hôm nay bị mất nước. Cái máy bơm nhà mình không biết nó hỏng trục trặc ở đâu. Máy bơm quay vẫn mạnh nhưng mà chắc là dọ nước ở dưới sâu bị hỏng. Mình cứ việc A, việc B, liên thiên, lạng luyện, liên thuyên, luyến thắng đi thành ra là chẳng chịu sửa, rau sắp héo hon hết rồi. Nhưng mà héo cũng không sao cả.
vẫn còn dư rau ăn từ qua Tết mọi người ạ. Đấy, có rất nhiều người vừa bắt đầu vào xem xong thì không biết mọi người đã nhìn thấy phân giun bao giờ chưa, thì để cho mọi người xem. Những ai mà muốn xem phân giun thì ới mình nhá, mình sẽ cho mọi người xem phân giun nhá. Cải thảo nhà mình đây này mọi người này, cải thảo đây này đấy, hái vài lá về ăn cho rôm giả, hái vài lá về ăn cho rôm giả. Đấy. Ui nó bị thì đói nước quá, nó héo hòn hết rồi. Chết rồi đó. Đây chân màn nhà mình giặt đây. Đấy, từ những chiếc máy giặt tự chế của mình đấy. Đấy, nhiều chân màn phết đấy mọi người ạ. Đấy, nhiều chân màn phết đấy. Cuộc sống nơi nông thôn này cứ túc tắc như vậy thôi. Không có gì mạnh mẽ hay là tỏa sáng cả. Cải thảo này, cải thảo là một món rất là ngon. Hôm nay vợ lại bảo muối dưa cho mình ăn tiếp đây. Ngô huân, ôi giời. Chẳng hiểu tại sao cái bạn trường này bạn lại ăn, bạn lại mỗi thứ bạn lại ăn một tí. Thôi chào mọi người thôi, kết thúc mọi người, bye bye mọi người ở đây thôi. Mình tập trung vào mình hái nốt vài cây rau nữa để mình về thôi. Hay là mình vào trong này đi dạo quanh vườn đi nhỉ. Nuôi giun thì nó hơi làm cho mình bị các loại rau này. Ui giời, rau nhiều lắm. Như này thì có mà già hết rồi, già lắm rồi, nhưng mà thôi ăn thế thì mình sẽ hái thật nhiều vào. Mấy hôm nay nó già hết rồi, khoảng năm hôm nay mất nước mà. Ngô Huân này, Huân ơi ăn rau không Huân ơi, bạn. Đấy, này, mọi người xem mọc lên như nấm thế này, đấy. Chỗ nào mà trước đây cây rau này nó mọc ấy, mà nó ra hoa nhiều ấy, thì bây giờ nó rụng xuống, nó ra nhiều kinh khủng luôn. Đấy, cây rau này ăn lẩu ngon lắm. Mình đang nói chuyện với mọi người như này, mình quên xứ mất tên của nó. Trong khi đó mình thường xuyên động chạm vào nó. À, cây rau thầm bóp. Mình thường xuyên ăn rau thầm bóp, đúng rồi. Chân. Đấy. Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân đúng không mọi người nhỉ? Mình... Nó cũng tự nhiên nó đến thôi. Chứ không phải là... mình chủ định làm nghề giặt chân đâu mọi người ạ. Đấy. Hay là mình chủ định sản xuất máy giặt đâu. Hôm vừa rồi lên trên Facebook ấy có một bạn ấy xem cái máy giặt của mình, bạn ấy bảo bạn mình, ôi cái máy của anh B y chang như cái máy của cái anh A nào đó vào. Mình cũng chia sẻ với bạn ấy là lúc mình làm cái máy giặt ở nhà mình ấy thì mình chưa bao giờ động vào cái máy giặt hai gối như vậy bao giờ cả. Mãi về sau này mọi người mới nói chuyện là như này như kia thì mình mới biết nó là như này như kia. Hôm vừa rồi về Hà Nội gặp anh Lâm Hồ Ngọc ấy, Hồ Ngọc Lâm đấy, thế là anh ấy mới dẫn đi chơi đây đó vào các hiệu của anh ấy, có những chiếc máy giặt giặt 12 20 chân một mẻ,
Một ngày mà anh bảo là giặt không đủ 3 tấn, không đủ 3 tấn hàng ấy thì coi như là lỗ rồi. Tiền công nhân, tiền công nhân các thứ. Bạn Ánh Nguyệt của mình không thích ăn rau cũng do các trường mình trồng nhỉ. Khả năng này tôi sẽ phải xách nước để tưới nó thôi, không nó sẽ chết mất. Rồi, chào mọi người nhá. Mình về nấu cơm đây. Mình về nấu cơm đây. Củ xua hào. Trồng nhiều lắm, hào ăn. Các bạn ơi, mỗi thứ mình hái vài, mỗi thứ mình hái vài vài ngọn để các bạn thấy mình có giống con dê không. Con dê nó ăn, tập tính của nó là lên trên nương ăn mỗi thứ, một vài lá. Nó ăn một vài lá này xong lại nhảy sang một vài lá kia, cứ thế nó chạy chạy trong quăng quăng trên đồi ấy. Con dê ấy các bạn nhỉ. Chào Hoàng Văn Hoành nhá. Đấy, con dê thì nó là như vậy. Còn vườn rau đây thì mình cũng đây, đổ rau mình hái mỗi thứ một tí. Mỗi cái mỗi loại rau, nhà mình nhiều loại rau quá, đa dạng chủng loại rau, mọi người xem kìa. Tết thì tỉ tươi vào trong kia hơn 25 mét. Toàn là rau. Bề ngang này 10 mét, gần như toàn rau. Đó, chân màn mình giặt cho khách đây. Đó. Với chiếc máy giặt tự chế này nó giặt ra đến, cứ trung bình các bạn tính 10 cái chân một ngày thôi. Trung bình ngày này bù ngày kia. Cả từ mùng 2 tháng 9 đến giờ rồi mình giặt liên tiên miên rồi. Đặc biệt ngày hôm kia gì đó mình giặt 37 chân một ngày. Wow. Nã đời chưa? Thôi bây giờ mình về đây. Mình về trong nhà đây. Đây nhà mình đây bên này. Nhà mình làm giặt chân giặt màn đây. Chân ga gối đệm các bạn kìa. Không cần bật chế độ tự nhiên. Chân ga gối và đệm và quần áo nặng. Mình chẳng cho số điện thoại vào đấy. Đấy còn cái máy giặt này mình làm sẵn đây. Lúc nào khách họ hứng thú thì mình lại vận chuyển luôn, lắp đặt cho khách. Đấy. Còn con máy giặt cùi bắp của mình kia. Con version 1 của mình kia. Bản V1 đấy. Bản V1 đấy giặt ác lắm. Giặt ác lắm. Mấy lần trước mọi người xem, mấy hôm trước mọi người xem cái tủ điều khiển của mình nó loang toang ngoang nhá. Tối qua mình dỡ hết ra rồi. Mình nạp lại chương trình mới cho nó rồi. Bây giờ trông nó chỉ còn đơn giản như vậy thôi. Đây này. Mỗi một cái vò mạch con này nạp vào đây một cái chương trình. Thế thôi. Là nó khác điều khiển được rồi. Một hôm mình làm nó phức tạp quá. Hôm nay này. Ô, mình làm nó phức tạp quá. Bây giờ cái tủ điện của mình trông nó đơn giản này thôi. Trông như cái bục phát biểu của ông Donald Trump ấy, đúng không mọi người? Đấy, đơn giản này thôi. Tận dụng cái chân quạt này này. Đặt lên đấy thành một cái giá. Tạo thành một góc 60 độ so với mặt đất. Đấy. Thế thôi. Đứng đây điều khiển. Băng 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 phát. Băng 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 bên kia quay. Đấy. Tuấn, Minh Tuấn không ai xem nhiều chân lắm Minh Tuấn ạ. Đây cho Minh Tuấn xem lại lượng chăn màn cái này. Minh Tuấn không biết ở Hòa Bình liệu có khách hay không này. Minh Tuấn rất thờ ơ mới lại. Nè, Minh Tuấn nhìn thấy chưa? Vừa nãy Minh Tuấn không xem trong kia nhiều lắm. Trong phía trong này này. Đấy đấy. Ok nhá. Bye bye mọi người nhá, mình đi nấu cơm đây. Tối qua thức một phát xuyên đêm. Đến tận sáng. Mình đang mọi người ơi, mình đang chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới. Mình nhận thấy rằng là chiếc lò sấy chăn ấy có nhiều người thích lắm. Thế thì mình đang chuẩn bị ra một cái sản phẩm mới, đó là
chiếc lò đó phải thông minh, chiếc lò đó phải tự động đo đạc được các cái thông số của bếp lò, của buồng đốt. Buồng đốt phải đo được là bao nhiêu độ này, ngọn lửa xem là mức độ cháy đang ra làm sao. Rồi luồng gió vào thì nhiệt độ ở trong buồng sấy là bao nhiêu độ, liệu có khói vào trong buồng sấy hay không. Đấy, nó phải đo được. Khi nó đo được các thông tin như vậy, ví dụ như bây giờ mình đang cần duy trì ở 60 độ C trong buồng sấy chẳng hạn. Nếu mà nhiệt độ thấp thì trên điện thoại của chúng ta ở ngoài này này, chúng ta ngồi ở đây điện thoại phải báo được rằng là đang là nhiệt độ đang là 35 hay 40 độ C chẳng hạn. Và trên màn hình ở trên chỗ đốt ấy, ở trên cửa phòng sấy ấy, nó phải hiện lên rằng là nhiệt độ bây giờ đang là bao nhiêu độ C, ở trong đó độ ẩm đang bao nhiêu phần trăm. Rồi nếu mà nhiệt độ quá thấp, nhiệt độ mà quá thấp thì nó phải tự đưa ra quyết định rằng là phải tăng tốc đốt củi lên. Việc đó phải là tự động. Việc đốt củi phải là tự động. Ví dụ như là củi bây giờ nhiệt độ ở trong buồng đốt bây giờ, trong buồng sấy ấy, trong buồng sấy của mình bây giờ đang là mình đang cần 60 mà nó chỉ 25 thôi chẳng hạn. Thì nhiệt độ như vậy là thấp. Nó sẽ phải so sánh với lại nhiệt độ ở trong buồng đốt. Trong buồng đốt là cái chỗ mà đốt củi ấy. Nó phải so sánh xem là lượng của như vậy là lửa cấp vào không đủ. Và nó sẽ phải tự động du củi vào và tăng tốc đốt lên và tăng oxy vào cho nó để nó tăng, để nó cháy mạnh lên. Khi nó cháy mạnh lên thì thời gian tăng tốc như vậy nó sẽ làm cho buồng đốt của chúng ta nóng nhanh lên. Khi nhiệt độ đạt đến mức giới hạn thì nó phải giảm cái mức độ đốt đi. Đấy, quạt gió sẽ phải ngắt đi. Quạt gió tăng oxy vào sẽ phải tự động ngắt đi. Và mình hôm qua mình ngồi mình nghĩ mãi. Nói chung là sản phẩm đợt tới này của mình sẽ phải tự động. Nó giống như cái máy giặt này này. Cái bản phiên bản 1 kia thì mình dùng tay, nhưng những phiên bản sau này thì mình sẽ phải dùng đã dùng tự động hóa rồi. Là tự động hoàn toàn rồi. Thì chiếc lò sấy của mình cũng vậy. Lúc đầu bây giờ mình đang đun tay bằng đun củi bằng tay. Rồi mình phải tự động kiểm soát nhiệt độ. Nhưng mà thời gian tới thì mọi thứ sẽ trở nên tự động. Mọi thứ sẽ để cho bộ vi xử lý quyết định. Các thông tin sau khi thu thập được sẽ phải để bộ vi xử lý tự quyết định. Bye bye mọi người nhé.